tôi xin được giới thiệu đến quý vị bài hát Bài ca sinh viên, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàng Tiến. Bài hát này được sáng tác vào năm 1985 và đây là bài hát chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam. Bài ca sinh viên, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàng Tiến đã trở thành giá trị tinh thần theo suốt 5 tháng học tập của sinh viên. Bài hát đã đi đúng, đi trúng vào tâm tư, nguyện vọng và khát khao, hoài bão của sinh viên thời bấy giờ. Bởi thế, từ lần đầu tiên trình làng vào ngày 19 tháng 5 năm 1985 trong cuộc thi Tiếng hát làng Sen diễn ra trên quê hương Bác, nó đã trở nên phổ biến và được nhóm đem đi biểu diễn tại Festival Thanh niên Sinh viên Thế giới lần thứ 12 tổ chức tại Smokko, Liên Xô sau đó không lâu. Từ lúc đó của SC96 cùng với yêu cầu của thời cuộc là phải chọn một bài hát là bài ca chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam. Bài ca sinh viên đã được lãnh đạo Trung ương Hội lựa chọn và đó cũng chính là niềm mong mỏi, nguyện vọng của hàng triệu thanh niên sinh viên Việt Nam lúc bấy giờ. Có tiếng hát bay cao trời mây, đàn chim hôm nay đã lớn, ta vẫn nhớ mãi sân trường này. Tới những chân trời mới, kia tổ quốc biết bao tươi đẹp. Tới những công trình mới, dệt nên những ước mơ cho đời. Bàn tay ta biến sông thành biển, đi đi nào bạn ơi, dệt nên những ước mơ cho đời. Có tiếng hát bay cao trời mây, đàn chim hôm nay đã lớn, ta vẫn nhớ mãi sân trường này. Tới những chân trời mới, kia tổ quốc biết bao tươi đẹp. Tới những công trình mới, dệt nên những ước mơ cho đời. Ngày mai, bàn tay ta biến sông thành biển. Đi đi nào bạn ơi, dệt nên những ước mơ cho đời. Tới những chân trời mới, kia tổ quốc biết bao tươi đẹp. Tới những công trình mới, dệt nên những ước mơ cho đời. Ta yêu một ngày mai, bàn tay ta biến sông.